Kính chào quý vị khán thính giả chương trình Nguồn Sống Hỏi đáp về Đạo Chúa. Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ đặc biệt của đài truyền hình Việt Today và với sự linh hướng của Linh Mục Du Sa Nguyễn Văn Thư. Và chúng tôi xin được chào đón Linh Mục Du Sa Nguyễn Văn Thư đến với chúng tôi hôm nay. Chào cha thưa cha. Chào và cảm ơn anh Tuấn cũng như là chào tất cả quý vị. Dạ, hôm nay cha khỏe thưa cha. Tôi cũng đủ sức là đến đây tâm sự với quý vị thôi. Dạ. Không, không còn trẻ lắm. dạ, cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chúng con hôm nay và xin uh, cho phép con được vào ngay chương trình hôm nay với câu hỏi mà con um, con, con con nhận được nó cũng khá là uh, gọi là interesting tức là Chúa thì rất là công bằng Chúa thương người bác ái công bằng vân vân trong khi đó thì ông gia có hai người con là ông uh, ông uh, Esau và ông gia uh, ông gia là ừ, em ông Isaac có à, hai người con ông Isaac có hai người con thì ông ông gia với ông uh, y sao y, y sao ông y sao là con trưởng, trưởng. đúng ra chúa sẽ giúp làm cho con trưởng nhưng mà ông gia ừ. cố ông gạt anh của mình với sự hỗ trợ ừ. của người mẹ để mà nhận cái quyền trưởng nam mà chúa nghĩ ừ. sao về chuyện này theo cha à, thật ra là cái con đường của chúa cũng cũng cũng, cũng hơi bí nhiệm yeah. thì chắc phải có một cái lý do nào đó đó. chúa mới để cho cái câu chuyện mà tạm gọi là người em, Dịch dịch quyền trưởng nam của người anh, yeah. mà rồi vẫn được chúc lành yeah. và sau đó ông Jacob lại làm gọi là đứng đầu đẻ ra 12 trưởng tức là chi tộc của, Israel của, do thái đó, yeah. đó cũng là một cái chuyện lạ nhưng mà tôi cũng nghĩ là thế này, cái anh chàng Ejau đó yeah. thực sự là hai người là sinh đôi, là sinh đôi đó, yeah. mà trong cái cái bào thai mà lúc mà sanh ra đó yeah. thì cái cái bà gọi là đỡ bà mụ đó yeah. mới thấy cái thằng em này lúc nào lúc rồi lúc sanh ra nó cứ nắm chặt cái gót chân của thằng anh yeah. tức là nó nó coi thường thằng anh đó nó đánh nhau đánh nhau từ trong bụng <laughs> lạ lắm yeah. cho nên là là cái 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 ý nghĩa là như vậy đó yeah. là là là, là 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 cái cái tên đó cái cái tên là 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 cái, của cái ông E-Giao đó là có có ý nghĩa là là bị thằng em nó nắm chân. Yeah. Đấy. Thì còn cái ông Jacob đó, lúc đầu là là tên Jacob nhưng về sau đó, vật lộn với sứ thần của Chúa. Yeah. Cho nên là được yêu cầu đổi tên là Israel. Yeah. Tức là người vật lộn với Thiên Chúa. Yeah. Cái 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 từ ngữ cái tên riêng của người do thái nó lạ lắm nó cứ đi dính với những cái, cái biến cố cũng yeah. như là ông 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 mai sen đó. Yeah. có nghĩa là cái tên mai sen có nghĩa là được cứu khỏi nước yeah. hay lắm yeah. đấy thì khi mà ừ, sinh ra như vậy thì bố mẹ đã thấy hai cái cái, cái người này tính tình khác nhau yeah. cái ông jacob tức là ông em gọi là em nhưng mà cùng 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 sự, uh, sinh ra sau một chút đó yeah. trong một vài giây đó sau vài phút vài giây yeah. thì tính tình rất là đàng hoàng giỏi và chịu khó lắm. Yeah. còn cái ông anh ấy, thì có cái tài đi uh, săn bắn yeah. và cái kiểu như là ăn chơi lưu lỏng thôi yeah. không có không có để ý đến bố mẹ nhiều đặc biệt đó là bà Rebecca đó là vợ của Isaac là mẹ của hai người này đó yeah. Thì thấy cái tương lai của cái thằng ra trước là thằng Ê Giao không khá được. Cho nên chính bà đó là cái người bày ra cái cách lạ lắm. Chỉ cho thằng thằng em đó là thế này, thế này, thế này. Đó. Thì trong cái lúc mà cái câu chuyện đó, nó đơn giản thế này là Cái, cái anh chàng kia lo đi săn, ăn nhậu thế nào đó rồi đói quá. Thì về nhà thấy cái thằng em nó đang có cái nồi cháo đậu đó, yeah. thì nó chỉ nấu cho mình nó thôi, thì nó đâu biết thằng anh về đó, yeah. anh đói đó, cho tao ăn với, thằng em mới nói rằng là, ok, tôi sẽ nhường cho anh cái cái, cái bát cháo đậu này, tô yeah. cháo đậu này, với điều kiện anh nhường cho tôi cái chức trưởng nam, <laughs> anh kia chắc là mê ăn đó, ở yeah. nhường thì nhường đâu có sao, thế khi biết cái chuyện đó đó, bà mẹ bảo ồ, thì chắc là ý Chúa rồi, yeah. cho nên mới bày cho cái, 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 cái thằng em à, đi lấy, tại vì cái cái tay của thằng anh nó, nó lông lá nhiều lắm. Dạ. Yeah. Bày với thằng em mới đi lấy một cái gì là da con con dê gì đó yeah. để bao bao vào tay. Yeah. Thế đến khi ông bố là Isaac là mù rồi. Yeah. Ừ. Lúc đó là già mù già rồi. Mù rồi, bi đưa ông 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 ông, ông, ông uh, mới đến xin bố mình chúc lành. Yeah. À, xin chúa chúc lành cho à, xin bố chúc lành cho con đi có lẽ bố cũng sắp về với chúa chúc lành cho con được hưởng mọi ơn lành và như là uh, tiếp vào con đường của bố vân 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 yeah. thì hỏi tên uh, con là rau tức là nói dối bố nói như vậy là, bố. Yeah. mà mà người mẹ bày cho cái đó yeah. thì người bố mới nói là ơi ừ, cái giọng nói hả? cái 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 tay thì tay của đại Dâu mà sao giọng nói giống thằng thằng em? ép? Yeah. sao ông này chắc là nói thế nào để bố tin? Yeah. Tức là chúc lành ban nhiêu những cái phước lành lấy hết. Yeah. tức là khi mà ban phép lành chúc lành như vậy lấy lại không được hay sao chứ? Yeah. thì theo như là cái kiểu cả truyền thống của thánh kinh á, yeah. đã chúc lành cho một người rồi thì cái người kia chỉ còn còn lại những vớ vẩn nữa có chút chút thôi. Yeah. thì đến khi thằng anh á, trở về đó nghe cái chuyện đó vào mới nói với bố. Yeah thì bố bảo thưa tao chỉ còn tí chút lành tao ta, ta cho mày chút xíu đại khái câu chuyện đó là như thế thôi nhưng mà con lại thắc mắc ừ. một điều đó là ừ. cái cái kết quả là ông Jacob trở thành đó là đúng, đúng. chị là là chi của... tộc của trưởng chi tộc chi tộc và chúa chúc phúc coi, coi như là đại khái như là, 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 chúa cũng chấp nhận cái chuyện đó Điạ. thì cũng hơi khó hiểu nhưng mà còn cái, cái, cái kết quả cái đời sống của ông esau sao thế cha thì về sau đó ông tìm cách trả thù dạ gọi là có thể là giết ông này đó, yeah. nhưng mà ông chắc là chúa cũng soi sáng cho ông Jacob yeah. đi làm hòa, rồi chắc là cũng quả cáp là thế nọ thế kia đó, yeah. thì đời của ông kia chắc là cũng bình thường rồi sống rồi cũng chắc là lo ăn nhậu rồi cũng, cũng trở hết. thành không có gì đặc biệt thôi. Vâng. Yeah. Yeah. Thì uh, tôi chỉ đoán là thế này là là có lẽ với cái cái con người cái tâm tính của ông Dâu đó, yeah. thì Chúa cũng cho chúng ta một cái bài học yeah. ừ. là đáng lẽ cái người trưởng thì phải thế này phải là làm gương tốt thế này nhưng mà bị bị loại ra yeah. đấy. Đây là nói riêng cái câu chuyện là là ông Ê Giao và Gia yeah. thì Thứ hai đó nói rộng thêm nữa đó, là về dân Do Thái được yeah. Thiên Chúa chọn, yeah. tức là được đặc ân quá lớn lao là dân riêng của Chúa đó. Nhưng mà cũng lại không biết sống đúng cái cương vị của mình Cho nên đó, bị, bị Trưởng không phải bị, bị bị diệt Nhưng mà bị gạt ra bị bên cạnh ra ngoài, Và Chúa chọn dân riêng mới yeah. là hội thánh tân ước Và yeah, yeah, yeah. những bài học đó yeah. ghê lắm Cảm ơn cha à, Một cái câu chuyện à, kinh thánh cựu ước Nhưng mà ừ. có ý rất là ý nghĩa cho ừ. cái, 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 cái truyền thống ừ. Cũng như là cho cái lịch sử của dân Do Thái À, khi nhắc đến lịch sử của dân do thái thì à, thời Chúa Giêsu có một vài cái đảng phái khá cực đoan ở trong 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 thời của Chúa Giêsu ừ. cha có um, thể kể ra một vài đảng phái mà ừ. tương đối cực đoan thời đó và họ đã làm những cái gì thôi cha khi Chúa Giêsu sinh ra đó yeah. là cái nước do thái đã bị đô hộ bởi đế quốc Roma rồi yeah. thì đương nhiên là trong một cái hoàn cảnh chính trị như vậy thì có những người cúi đầu chịu lụy vậy, có những người không chịu, yeah. thì họ biết theo một cái đảng gọi là đại khái như là nhất định là không có cúi đầu, gọi yeah. là ái quốc cực đoan đó, yeah. phải trả thù, giống như bây giờ có những cái chuyện mà người ta bỏ bom gọi là khủng bố đó, yeah. thì họ lấy cái lý do thế này lý do kia thì cái đó mình không có được, yeah. nhưng mà khi mà đánh nhau với tính cách quân sự thì nó là khác. đây khủng bố theo cái kiểu mà giết hại dân lành thì lại không không tốt. Yeah. thì cái những cái người mà theo cái ái quốc cực đoan này thì yeah. chúng ta hay gọi cái tiếng Anh bây giờ gọi là zealot, yeah. tức là những cái người ái quốc đó là nhất định gọi là không đợi trời chung với người chiếm đóng là người người người, người, người La Mã đó, La Mã. Roma đó. Yeah. chúng ta biết ở trong hai thông đồ có một vị Đâu anh Tuấn biết là ai đấy Con không biết đấy chà Ờ phao lô no, 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 oh. no, no. là Pharisio Pharisio hả ừ, Là là vừa là một đảng mà là vừa như là một cái giai cấp về tôn giáo. Thế còn một trong những cái thông đồ hai thông đồ được Chúa chọn là ông Simon. Cái ông thánh Phêrô lúc đầu tên là Simon, về sau được đổi là Phêrô là là, là Kê -Kê đó tức là là, là ấy yeah. đó là là Pharaoh đó. Còn cái ông Simon cũ đó yeah. thì ông thuộc về cái trường phái đó. Yeah. thì chắc là lúc theo Chúa chúa bảo thôi đừng có đi 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 theo đánh nhau để mà chống la mã nữa yeah. Tại vì Chúa xuống trần gian đó, cái mục đích chính của Chúa không phải là làm cách mạng giống như là để 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 lấy lại độc lập cho nước do Thái theo cái tính cách nhân loại yeah. mà Chúa giành lại cái đế quốc Thịnh Liên giành lại cái bàn tay của ma ma quỷ, yeah. tức là đem đến cái, cái ơn cứu rỗi về vấn đề linh thiêng là chính thôi. Yeah. Cho nên Chúa có bao giờ Chúa bảo anh, anh anh em phải đi biểu tình chống người người la mã đâu không có? Yeah. Và ông khi ông Phêrô đó, yeah. ừ. ông ấy, ông Simon chứ Simon không không khi ông Phêrô mà mà ông ấy hỏi Chúa rằng là, là có hay là người ta hỏi kể cả ông Phêrô hỏi là có được có nên đóng thuế cho người la mã không á? chú bảo bây giờ con đi câu đi lấy cái đồng tiền ở trong cái, cái miệng con cá đó, đi nộp thuế đi. Yeah. Tức là chúa bảo là chúng ta đã lỡ bị như vậy rồi thì chúng ta cứ ấy cứ 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 cứ, cứ làm một phận. Yeah. Đấy. Nhưng mà đó chúa vẫn giảng dạy rằng là trong đời sống xã hội của con người chúng ta không được áp bức nhau, yeah. chúng ta không được bắt nạt nhau, chúng ta phải sống cái sự công bình. Yeah. Đó là cái câu chuyện đó nó cũng là một cái phần của cái học thuyết xã hội công giáo, yeah. ừ. cái yeah. quan trọng là đạo công giáo không bao giờ suối các linh mục giám mục hay là tu sĩ nào bất cứ ở trong một chế độ nào yeah. mà suối giáo dân xuống uh, biểu tình, yeah. đó là cái cái không phải việc của giáo hội, yeah. nhưng mà cái cá nhân thì lại khác, yeah. ừ. thí dụ như anh Tuấn là một ông thầy dòng đây, yeah. thấy không, anh Tuấn nhân danh nhà dòng mà đi biểu tình thì không, không tốt được, không được. nhưng Đúng mà anh tuấn có thể vì lý do nào đó hoặc là cởi áo hoặc là vì lý do đó với tính cách cá nhân làm một cái gì ích lợi cho quốc gia không nhân danh ừ. giáo hội là nhà dòng thì ok Yeah. ý cho rằng vừa nói đó là thí dụ như là trong các cuộc bầu cử của chính phủ mỹ chẳng hạn uh -huh. thì cha là một linh mục thầy dòng là một là, là một thầy dòng uh -huh. nhưng mà cũng là một công dân vẫn đi bầu nhưng mà uh -huh. không được nhân danh nhà thờ đúng rồi mà biểu tình hoặc vậy chúng đó. ta thấy ở nhà thờ mỹ là yeah. tất cả các nơi có bao giờ và ô giáo dân hôm nay là làm lễ nhân cha có chúng ta phải bầu cho đảng chủ và ông tổng thống này không bao giờ không có hả? không bao giờ có cái chuyện đó yeah. thế đúng đúng. thì tôi xin phép nói lại là là cái cái đảng của cái cái của cái ông Simon này này yeah. là có những lần bị đàn áp rất là dữ dội mà yeah. người người La mã đó người ta muốn gọi là trừng phạt rất dữ tợn để làm gương cho người khác sợ đó yeah. ừ, trong Chúa Giêsu có nói một câu là uh, bao nhiêu người bị giết một cách dã man đó yeah. chúa, chúa nhắc lại cái chuyện đó tức là cái đảng này này yeah. mấy cái người bị bắt này này giết khủng khiếp lắm nhưng mà Chúa Giêsu nói với dân chúng này chúng con đừng nghĩ là như thế là những cái sự ghê gớm đâu. Ừ. Nếu chúng con không thông hối đó, không sống tốt với thiên chúa đó, ừ. thì cái hậu quả của chúng con cũng không có kém Thì những người này. Tức là Chúa cảnh cáo chúng ta đó. Ừ. Đó là bài học thiêng ừ. yeah. Liên đó. Gợi đến và Liên đó là cái, cái câu chuyện của những cái nhóm ái quốc cực đoan yeah. mà đã thật sự đó chúng ta biết là đã không đem cái kết quả gì tốt đó vậy, mà đến cái năm 70 mươi đó. Yeah cũng lại đứng lên chống và đế quốc La Mã đã đem quân đến giết giết bao nhiêu người diệt phá tan thành Jerusalem như Chúa Giêsu đã nói tiên tri đó yeah. và coi như là bắt bao nhiêu người đi lưu đày các nơi cho nên là chúng ta biết không sau đó là đức đức vua Thái không còn nữa yeah. yeah. về sau mãi mấy mấy chục thế kỷ mới về đó tức là ái quốc thì tốt mà cực đoan thì không tốt, không tốt. đấy yeah dạ vì... cảm ơn cha, tại vì chúng ta lại hết giờ, thời gian qua rất là anh nhanh. anh có muốn nhắc cái gì về để cho ai muốn <laughs> xem đi cũ không? Dạ, cho nên cảm ơn cha đã đến với uh, chương trình hôm nay và một lần nữa cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình. Nếu quý vị muốn uh, coi lại những chương trình cũ đã phát trước đây, xin quý vị đến với uh, trang nhà của Trung tâm Công giáo Việt Nam San Jose. À, để quý vị tìm thì ra trung tâm công giáo Việt Nam San Jose cái, cái, org và, cái, và quý vị có thể tìm vô cái, cái mục số 3 mục số 3 là đó, giáo TV quý vị sẽ thấy cảm ơn quý vị và cảm ơn ừ. cha đã đến với chương trình hôm nay xin chào quý vị xin cảm ơn tất cả và cả cảm ơn anh Tất